Xin chào mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube HE Coffee Channel. Mình là Trần Văn Tân. Hiện tại bên cạnh mình đây là con máy xay HC600V1, một phiên bản mà hãng Hay Cà Phê đã bỏ mẫu rồi. Thì bây giờ mình cùng đi đến với phiên bản HC600V2, so sánh để xem nó có cái gì cải tiến mà nhà sản xuất đã bỏ cái mẫu này và nâng cấp lên mẫu V2, version 2. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi đến phần intro nào. Đây là website của Hot Air Coffee và sản phẩm của cái trang này, đó là máy xay cà phê HC600 phiên bản 2.0. Giá bán lẻ hiện tại của chúng tôi đang là 6.900.000. Chúng ta cùng đi qua thông số kỹ thuật máy xay cà phê HC600 phiên bản 2.0. Về kích thước là 21 x 33 x 60 cm, máy có trọng lượng 15 kg, chất liệu là thép không dỉ sơn tĩnh điện, màu sắc thì có 3 màu, đó là đen, bạc và đỏ. Công suất là 350W, tương ứng với tốc độ xay 10 đến 15 kg cà phê trên 1 giờ, điện áp là 220V 50Hz. Đường kính lưới dao có đường kính 64mm. Lưới dao có tốc độ vòng quay là 1400 vòng trên 1 phút. Dung tích phễu chứa của cái phễu chứa hạt cà phê là 1.2kg. Nhà sản xuất là Hay Cà Phê, xuất xứ Đài Loan, nhà phân phối là Hot Air Coffee, bảo hành 12 tháng. Dưới đây là mô tả sản phẩm này. Thì các bạn cũng có thể vào cái website này để xem chi tiết cái mô tả sản phẩm. Rồi, cảm ơn. Vâng, bên cạnh tôi đây là chiếc máy xay HC600V2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khui siêu để xem bên trong cái hộp máy xay mới nó sẽ có cái gì. Tạm thời mình để con HC600V1 này qua một bên. Thì trong thùng của chúng ta gồm đây là thân máy, đây là phễu ha, đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thì trong này nó có hai cái tu vít và một cái cọ để vệ sinh cái máy xay cà phê, và đây là cái cuốn sách về thông tin sản xuất với lại hướng dẫn sử dụng ha. Thì các bạn quan tâm thì có thể là xem kỹ hơn ở trong này. Rồi bây giờ thì tôi sẽ lấy con máy xay HC600V1 qua để cùng so sánh ha. Tạm thời tôi sẽ mở mấy cái túi ni lông này ra. Trước mắt các bạn đây là hai version của con máy xay HC600. Thì bên này là version 2 mà nhà sản xuất đã nâng cấp từ version 1 này và bỏ mẫu cái mẫu version 1 này nâng cấp lên và có tăng giá chút xíu. Thì bây giờ tôi sẽ review một cách chi tiết để xem nó nâng cấp những cái gì và hướng dẫn sử dụng nó để cho các bạn muốn mua về, những người mới mua về thì biết cách làm chủ được con máy xay HC600 version 2 ha. Xin chào các bạn, bên cạnh tôi đây là hai con chiếc máy xay HC600 phiên bản version 1 và version 2. Thì về cái nguyên lý hoạt động cũng như là các lưỡi dao và motor thì nó không có gì thay đổi, như là chất lượng cà phê ra thì nó y hệt nhau, thì chỉ khác nhau về cái ngoại hình thôi. Chính vì cái sự giống nhau như vậy cho nên là cái cách sử dụng nó cũng giống nhau,
Các bạn vui lòng xem lại cái video mà tôi đã hướng dẫn cách sử dụng cũng như là những lưu ý khi sử dụng máy xay HC600 version 1. Và bây giờ chúng ta cùng so sánh những cái điểm mà nó khác nhau giữa hai con máy xay này để chúng ta thấy rằng nhà sản xuất đã nâng cấp những cái gì và chúng ta có nên lựa chọn con máy xay HC600 version 2 này không. Thì cái mà nâng cấp đầu tiên chúng ta cần kể đến đó là cái phễu của cái máy xay HC600 version 2. Thì đây, như các bạn đã thấy thì cái phễu này version 2 nó được thiết kế là nó dài hơn con version 1 và nó dung tích nó cũng lớn hơn. Đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là dung tích nó lớn hơn và phễu nó dài hơn. Vậy nhìn nó cao cấp hơn con HC600 version 1. Mặc dù là cái chất liệu cũng là ABS và trong suốt thì để chúng ta có thể quan sát cái hạt cà phê phía bên trong. Phần đĩa xay thì cũng điều chỉnh cái độ mịn là giống như con version 1. Đó là chúng ta sẽ quay theo chiều kim đồng hồ để nới cái lưỡi này ra để chỉnh cho nó thô hơn và ngược chiều kim đồng hồ để cho nó mịn hơn, bột cà phê mịn hơn. Thì cái nguyên tắc, nguyên lý cũng như là cách sử dụng thì giống y chang con máy xay HC600 version 1. Các bạn vui lòng xem lại cái video mà tôi đã hướng dẫn để biết thêm cái cách sử dụng ha. Về cái phần học chứa bột cà phê thì chúng ta thấy là hãng đã nâng cấp thêm một cái phần inox ở trên này và nhìn nó có vẻ là an toàn vệ sinh thực phẩm hơn, khi mà những cái gì mà dính tới bột cà phê thì nó sẽ gọi là inox thì nó an toàn vệ sinh thực phẩm hơn. Đây, phần này cũng vậy, phần gắn liền với cái học chứa bột này nó cũng được nâng cấp là inox này, thì nó sẽ gắn liền với cái bột cà phê rớt ra và nó sẽ an toàn vệ sinh thực phẩm hơn so với lại cái phần máy xay V1, phiên bản V1 này là nó là sơn tĩnh điện thì có thể là mình nhìn vô, khách nhìn vô nó không được vệ sinh an toàn thực phẩm cho lắm. Đây thì nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây để cho bột cà phê rớt xuống thì chúng ta có thể là dễ dàng vệ sinh hơn cái phiên bản trước đó. Về cái cần gạt thì hãng đã thay đổi cái cần gạt nó dẹp hơn và nó hình bầu dục hơn so với cái cần gạt tròn trước đó của phiên bản V1. Thì cái phiên bản V2 này chúng ta sẽ cảm giác là cầm nó sẽ dễ hơn, khi mà cái này nó tròn thì cái diện tích tiếp xúc với cái bàn tay nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ khó kéo hơn đó. Về cái công tắc thì công tắc của version 2 này nó có vẻ là cao cấp hơn, được nâng cấp cứng cáp hơn và nó chỉ là có hai cái chế độ on và off thôi, nó không phải là hai chiều mà là một chiều thôi. Còn đối với cái version 1 trước đó thì bên trái với bên phải là on và giữa là off. Cũng có cái sự khác nhau ở đây là cái đèn báo on off ở đây thì nó to hơn, version 1 nó to hơn, version 2 thì nó nhỏ xíu ở đây thôi. Trên đây là cái toàn bộ cái khác nhau về ngoại hình của con máy HC600 version 1 và version 2. Đây, các bạn cũng có thể nhìn về phía trước, ở đây nó có một cái logo của HC Hay Cà Phê ha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video so sánh này để mình có cái nhìn cận cảnh hơn về con máy xay HC600 version 2. Khi mà máy xay version 1 hãng đã bỏ mẫu đi thì chúng ta liệu có nên là mua con máy xay version 2 này không? Với cái giá nó cũng cao hơn khoảng mấy trăm ngàn, chưa tới 1 triệu. Thì mong rằng các bạn sẽ có thêm cái nhìn để chúng ta có sự lựa chọn chính xác hơn. Và nếu mà thấy video hữu ích thì hãy chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để Hot Air có thêm động lực sản xuất những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đặt những câu hỏi mà mình thắc mắc để chúng tôi có cái cơ hội để trả lời những câu hỏi của các bạn. Và tôi là Trần Văn Tân đến từ Hot Air Coffee Channel. Hẹn gặp lại các bạn ở một video gần nhất. Bye bye, xin chào.